Đền Sinh, thờ Đức Thánh Phi Bồng hay Đức Thánh An Mô, nay là thôn An Mô, xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí về thần tích Đức Thánh, Ngài được sinh ra từ viên đá. Đền Sinh chính là nơi Đức Thánh được sinh ra. Hiện nay tại Đền Sinh vẫn còn nguyên viên đá, tương truyền là nơi sinh ra của Thánh. Theo nội dung của văn bia thần tích tại Đền Sinh được phục dựng ở thời Nguyễn, Phi Bồng là một vị tướng từ thế kỷ thứ 6. Cậu có diện mạo kỳ lạ nhưng lại rất giỏi về văn chương, thông thạo về võ nghệ. Đến năm 19 tuổi thì nổi tiếng anh hùng cái thế. Mùa xuân 542, ông tham gia nghĩa quân cùng Lý Bí chống lại Ách Đô Hộ của nhà Lương và giành được thắng lợi. Tháng Giêng năm 544, Lý Bí tuyên bố dựng nước, đặt tên là Vạn Xuân và lên ngôi hoàng đế, xưng là Lý Nam Đế. Do lập nhiều chiến công trong cuộc khởi nghĩa nên ông được vua Lý Nam Đế phong cho chức phi tướng uy vũ đại tướng quân, giao cho trấn giữ vùng Hải Dương. Đầu năm 545, quân nhà Lương lại kéo sang xâm lược nhà nước Vạn Xuân non trẻ. Ông dẫn đại quân ra chiến đấu và hy sinh tại đây. Ngày 11 tháng 8, nhà vua thương tiếc ban sắc phong Nguyên Tử thần hiệu. Phi Bồng Hạo Thiên, Tối Linh Thượng Đẳng Thần. Lễ hội Đền Sinh được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 âm lịch hàng năm, kỷ niệm ngày sinh của Phi Bồng đại tướng quân. Ngay trong gian hậu cung của Đền Sinh có một phiến đá to được cho là mang hình của người phụ nữ đang lâm bồn, người dân cung kính gọi là Đức Thánh Mẫu Thạch Bàn. Vì hình dạng phiến đá khá tế nhị nên người ta đã xây bao quanh và che chắn cẩn thận, ít ai được trực tiếp mục sở thị. Nhưng hàng ngày, hàng năm, đặc biệt vào những ngày lễ hội, lễ Tết, vẫn có rất đông du khách đến đây với mục đích là cầu con, bởi ngôi đền từ lâu được cho là rất linh thiêng trong ban con cho những người hiếm muộn. Xin mời các bạn cùng ký sự di sản UNESCO tham quan Đền Sinh.
Thank you.